Xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 28 tháng 9 anh em. Rồi buổi tối hôm nay thì hàng về anh em, hàng tiếp tục về ha. Hôm qua hàng về, hôm nay tiếp tục hàng về anh em. Rồi hôm nay thì em không có lên video anh em. Hôm nay thì đang xuống hàng ha. Chắc này tối rồi anh em. Hôm nay về thêm được 400 ngoài cây nha anh em. Đủ thứ các loại ha, thì anh em nào có đặt hàng gì cứ liên hệ qua Zalo của em nha anh em. Zalo của em là 0946626585 ha. Magu, Komatsu. Magu, Komatsu, rồi ba lô nữa nè, đủ thứ các loại. Rồi hàng về nha anh em. Anh em nào có đặt hàng gì cứ liên hệ qua Zalo của em ha. Rồi đang xuống hàng nha anh em. Ba lô nè. Ba lô thảy sát sát vô bây giờ để lấn qua đây. Bước hồi nó để cái đầu máy vô đây nè, để đầu máy thảy lắp sát vô đây nè. Để hồi lấn qua ra quá nè. Komatsu 26. Shinawa Echo rồi Magu 3000 luôn nha anh em. Kawasaki TD33 nữa nè. Rồi TD 20 gì này là Tanaka 270 nha anh em. Rồi hàng về, hàng về. Rồi trong này thì Magubin Makita anh em. Gubin cổ ngỗng nè, Makita cổ ngỗng nè. Rồi Echo, Echo 260, 262 rồi 261 gì. Echo thì em sắp riêng anh em, sắp riêng ha, phân loại ra từ loại luôn. Rồi Komatsu nè. Komatsu rồi Mitsu TL. Đây Komatsu nữa nè. Tanaka Magu. Rồi Atin nữa nghe anh em, Atin nè, TH nữa nè. TH thì rồi được mấy cây thiếu đồ nữa nè nghe anh em. Rồi cái này thì đang xuống hàng nữa nghe anh em. Cái này là Shinawa. Rồi cái này thì mới xuống có một ít thôi. Còn ở trên xe nữa nghe anh em. Rồi anh em nào có đặt hàng gì cứ liên hệ qua Zalo của em ha. Rồi xin chào tất cả anh em. Tanaka hay chống. TD33. Rồi đủ thứ các loại. Để cái đầu máy vô trong. Ừ. Rồi xin chào tất cả anh em nha. Hẹn anh em vào ngày mai nha anh em.